Nam Ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Đến bây giờ dù ba gả con cho gái của ba cho con rồi, bây giờ ba có hối hận không ba? Dạ hối hận cũng muộn rồi, dạ hối hận cũng muộn rồi. Chó rồi. Cứu tôi, cứu tôi. Quá trời. Đi chơi mà cứ hay xài tiệt chiêu giọng mẹ, sao hay ra vẻ. Đi đâu là phải vui vẻ, không đi thì ở nhà khỏe. Chứ đừng get go rồi đi, cái mặt thì như cái xô. Hey. Lần đầu tiên ba chứng kiến con rể mình nó hát. Thì nói chung ra thì bây giờ nó đã ăn năn hối cải rồi. Hối cải. Ôi. Ăn năn hối cải em ơi. Chương trình chống khóa tu mùa hè quá. Được không? Đúng rồi đó. Nó thiếu hết rồi. Nó thiếu hết rồi. Cái mặt anh lạnh lùng, môi lạnh lùng ít nói đó, nó lạc nếp. Ai nói ở rể là khó khăn, ai nói ở rể là cực khổ, nhưng mà đối với em ở rể á, em cảm giác em hạnh phúc lắm bởi vì có những người xung quanh em. Dạ bây giờ sẽ là nuôi ha. Dạ. Ba chỉ đi ba, đầu tiên sẽ là gì ba? Dạ ông bà cũng biết bếp sao. Nước em phải để làm cho ba la đi ba la. Đây là lần mà 7 năm trong đời mà ba được ngồi mà ba gọi là chỉ tay năm ngón đúng không ba? Ba bắt đầu lấy giá quậy nuôi lên. Để nước sôi mình bỏ. Bỏ miếng dầu ăn đi, bỏ miếng dầu ăn muối nuôi đi. Dầu ăn chi ba? Cho nó mềm nuôi á. Lấy giá quậy nồi nuôi lên. Lấy giá quậy nồi nuôi lên. Cái giá đây cái. Mà đến bây giờ dù ba gả con cho gái của ba cho con rồi, bây giờ ba có hối hận không ba? Dạ hối hận cũng muộn rồi, dạ hối hận cũng muộn rồi. Chó rồi cứu tôi, cứu tôi. Quá trời. Chứ ba thấy cái vàng mà bồ trước của mình á, ba phải so sánh. Bây giờ hả, ai mà bằng con. Cho nên dù nhiều khi mà ba thấy con bày hề vậy thôi, nhưng mà con thương gái ba. Chứ mấy bạn trước rồi nhiều khi về đồ này nọ ấy lắm. Trời ơi sao vậy nhà em không có tạo niềm vui cho ba em vậy lắm. Trời ơi em là từ ba không nói. Niềm vui của ba là gì ba? Ba nói đi con sẽ tạo niềm vui cho ba. Ê con nói giùm cho, niềm vui của chú là được nói chuyện với anh Lâm đúng không chú? Đúng rồi. Đó thấy chưa? Không hỏi. Chiều về con nói đúng 1 tiếng đồng hồ nha. Ba nghĩ con live stream, con live lần 3 tiếng con không mệt nha. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi. Không nhưng mà dù nhiều khi á, những cái hành động nhỏ nhặt của ba tự nhiên làm em xúc động lắm. Ví dụ những đồ diễn, ví dụ như những cái đồ lót đi. Ba giặt giùm anh luôn á. Nhiều khi anh cảm thấy những cái điều nhỏ nhặt đó, anh cảm thấy anh rất là xúc động luôn. Tại vì khi mà mình về làm rể á, mà mẹ vợ thương, rồi ba vợ cũng lo luôn, mà vợ hiền luôn đó. Nói chung á, ai nói ở rể là khó khăn, ai nói ở rể là cực khổ, nhưng mà đối với em ở rể á, em cảm giác em hạnh phúc lắm bởi vì có những người xung quanh em. Ba em đã làm em những điều nhỏ nhặt nhất, vậy thì em đã làm được gì cho ba vợ? Em thương Quỳnh, lo cho Quỳnh cuộc sống tốt nhất. Và hiện tại tất cả mọi thứ ba vợ, mẹ vợ là anh lo hết. Anh nói là hả, cần cái gì là con có thể không có nói, nhưng mà em nói vợ em. Ví dụ như đi Tết là nhiều khi anh không có thời gian sắp xếp để đi, nhưng mà anh cũng nói với mẹ là với ba là chở gia đình đi. Thấy thương lắm, bà mẹ anh á, nhà bà cứ lụm ba cái đồ dây chai nhà anh bán xốp á, nhiều khi có mấy cái giấy này nọ đó, cái bà gom, xong bà gom năm cái bà mua chiếc lắc, em thấy đau lòng không? Tặng anh hả? Không có, bà mua mà tự đeo thôi. Cái nói Quỳnh ơi, trời ơi em thích thì em cứ mua cho mẹ đi, sao mà để mẹ gom đồ dây chai mà để mẹ dành dụm mua chiếc lắc. Mà lắc không phải lắc đặt nữa mà lắc bọng á em. Cái lắc mà nó rất là bự nhưng mà trong nó bọng. Nhưng mà sao anh biết vậy, mẹ khoe không? Mẹ khoe mà khoe đứt ruột không em? Hả? Vậy thì bữa nay anh mua chiếc lắc đặt đi. Tặng cho mẹ. Mua cái gì tặng cho ba đi. Mua gì tặng cho ba? Không, em thấy là hồi sáng này đeo hai chiếc nhẫn sáng hồn. Một cái đồng hồ không biết ở đâu mà ra. Bình thường thì anh không có đeo em. Tự nhiên sáng đeo hai chiếc nhẫn sáng hồn. Đây nè. Anh nói ba ơi, ba. Trời ơi. Nói ba, ba đeo chi mà hai chiếc dữ vậy ba? Cái ba mới tháo ra một chiếc ba giấu. Quá trời. Cái này phải con rể tặng không, là tự mình dành dụm mua? Này là con ruột. Con ruột nó tặng. Con ruột tặng. Là mà phải con rể phải dễ chịu, con ruột mới tặng được. Đúng không em? Chứ con rể mà khó khăn nó, trời ơi, vợ chồng tiền bạc mà hâm sắm riêng cho ba rồi nó đấy là người ta như vậy thôi. Còn đối với em là em mở đường như Quỳnh, nó là ba cần cái gì thì em cứ thoải mái. Cái đó là con gái rồi, hôm nào đó mình không cần phải chiếc nhẫn to hay không còn cái đồng hồ mắc tiền đâu. Dạ. Hôm nào riêng Lâm á, Lâm tặng cái gì đó nhỏ nhỏ thôi. Em có mua 30 thùng bia tại nhà ba nói giùm. Trời, con một tiếng đi ba. Anh uống bệnh á, uống vui vẻ.
Tại vì ba thích em cái sự 30 chai nước mắm thôi còn ăn muốn mua gia đình. Được không anh, cái đó là mẹ muốn phải mời mẹ vô. Em có chở 30 thùng bia về cho ba em thích. Sao nãy giờ anh cứ đưa em vô con đường bất hiếu hoài vậy anh lên. Ba uống cho bệnh luôn hay sao mà 30 thùng bia dữ lắm. Theo anh đó là em phải tạo niềm vui cho ba chút xíu. Dạ. Bởi vì em là người dư sức làm điều đó. Anh tư vấn cho em mình Linh. Lâu lâu em vào bếp nấu cho anh cho gia đình một bữa. Dạ. Lâu lâu em có thể ăn đồ ăn của ba một bữa. Dạ. Có thể nó không ngon. Dạ. Nhưng ta đồng cảm với nhau. Lâu lâu em có thể chở ba đi chơi đâu đó một bữa, hay là vừa nấu ăn vừa hát bài ra dễ cho ba xem. Dạ, nếu ba yêu cầu em có thể làm được chuyện đó chứ? Có không anh? Nếu mà nó khỏe thì nó hát. Đó, khỏe rồi hát. Ba có nghe con hát Sống lần nào chưa? Chưa. Ba... chưa. Dạ. Ba vỗ tay cho con cái. Em làm MC giùm anh đi. Dạ. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng thưởng thức một giọng ca long trời lỡ đất. Nghĩ hay gì hát gì long trời lỡ đất vậy? Ca sĩ Lê Dương Bảo Lâm C. Với ca khúc. Sao hay ra dễ? Hả? Sao hay ra dễ? Sao hay ra dễ quá? Ra dễ. Tặc tặc tặc. Ra dễ. Tặc tặc tặc. Này nhạc các ba tưởng tượng nhạc giùm con nha. Ra dễ. Đôi khi mình tưởng mình trẻ, lâu lâu tự nhiên lạc quẻ. Đi chơi mà cứ hay xài tiệt chiêu giọng mẹ. Sao hay ra dễ? Đi đâu là phải vui vẻ, không đi thì ở nhà khỏe. Chứ đừng ghét gô rồi đi, cái mặt thì như cái xô. Hey, anh như Lâm Đồng này, con nhà ấy mà sao đẹp trai. Đi tới đâu là bao người mê, cặp môi dễ thương thế say. Anh cũng có cơ bắp khiến hàng trăm cô bị đánh cắp trái tim bởi vì mê, bởi vì anh duyên ghê. Sao hay ra dễ quá. Hey. Hey. Sao hay ra dễ quá. Sao hay ra dễ quá. Ê, tự nhiên đang đứng đây mà cứ sao hay ra dễ mà cứ chỉ ba nó bị kỳ. Hổn. Hổn đúng không em? Sao em gài anh vậy em? Anh Linh sao anh gài em vậy anh Linh? Vui thôi mà bây giờ anh thấy được. Bây giờ được không anh? Vấn đề là ba nè, cảm xúc sao khi lần đầu tiên ba chứng kiến con rể mình nó hát. Thì nói chung ra thì bây giờ nó đã ăn năn hối cải rồi. Trời ơi. Ăn năn hối cải em ơi. Chương trình giống khóa tu mùa hè quá vậy. Không, cái này là Lâm. Dạ. Lâm không phải gài nữa mà anh muốn cha con ở nhà như vậy đó. Ờ vậy hả anh? Đúng rồi. Về nhà lâu lâu em ra dễ vậy chút đi. Giỡn em... với ba vậy đi. Em mà ra dễ là vợ em xụ liền. Là nhà rảnh quá là hai vợ chồng đối luôn đó. Không, lâu lâu lần thôi chơi với cha. Dạ, về Tết thì con ra dễ với ba, gọi là ba mùng nha ba. Để tạo tiếng cười cho ba, tạo sự kết nối giữa con rể với cha vợ thôi. Thấy thương lắm con của anh á, anh về á cái anh ẩm mới lên phòng. Dạ. anh hung xíu, con ngủ với ba nha, ba thương quá, thương gái ba quá. Dạ. Anh bị ghiền con mà. Dạ. anh hung mà cho nó khóc xong rồi cái anh phải dỗ nó, có nghĩa là anh thích cái cảm giác nó khóc á, cái anh ôm vô lòng anh dỗ nín đi con, cái cảm giác mà muốn nhai đầu á, trời đất ơi, cứ nghĩa là sướng á. Anh ôm nó cái nó buông ra ông đòi xuống ông ngoại em, chạy lượt ôm vô lòng ông ngoại. Mà anh rất là bất ngờ luôn á. Một người đàn ông mà khô khan, nhiều khi mà ba làm nguyên một ngày cái mồ hôi ba ra tùm lum tùm la, mà một đứa con nít á, nó chạy lại, nó ôm. Còn anh á, tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mà con anh không chịu. Đúng, khuya cũng vậy luôn, cứ ông xuống là ôm ông. Là hai ông cháu ngồi ôm nhau. Nhiều khi nói, ủa những cái tình cảm gì mà nó đơn giản quá, nó lạ quá. Mình là ba của nó, mà mình cưng nó, mình yêu thương nó, mình tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mà chạy lên mình ôm nó. Nó lại không chịu, mà lại chịu một người ông gọi là phong trần, một người ông ốm, dại nắng dầm xương mà mồ hôi mồ kê không. Tự nhiên cảm thấy mình xúc động á. Rồi bây giờ sao hỏi ba? Dạ ba ốp, sao ba giờ nói mà ta nó sôi quá mà chưa ốp luôn. Muối không ba? Không, bỏ ít thôi. Ít thôi nha, có nước mắm nè, mình dặm lại cho nó đậm đà. Bỏ mấy bột niêm vô. Bột niêm, dạ rồi. Chế một muỗng nước mắm. Một muỗng nước mắm. Quậy cho đều lên. Quậy cho đều. Để ba ướp xong rồi em trình bày cái câu chuyện của em nha. Để thịt cho chín đi, xong rồi bỏ củ cải của cà rốt vô. Bỏ củ cải vô, ok ba. Dạ con biết rồi. Để nắm lại chút xíu mình bỏ sao. Để nắm lại. Bỏ củ cải thôi. Bỏ củ cải. Củ cải cà rốt vô. Em mở nắp giùm anh. Không ấy muốn mình thế này bé Quỳnh được không? Con thấy Quỳnh vô là nó sẽ ok với cái khung cảnh này hơn đó. Quỳnh lại nhà anh rồi. Vậy đó hả? Dạ, đó. Đó. Thật ra là có những điều tiền không mua được đâu. Dạ. Em có thể làm rất nhiều tiền, nhưng có vẻ em không dành nhiều thời gian cho con của mình. Dạ. Nên cái sự kết nối tình cha con nó không có. Còn ba em có thể làm không nhiều tiền bằng em, nhưng ba em dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh cháu. Nói gì nói cũng nên dành thời gian nhiều chút xíu cho con của mình.
Yeah. Em biết chứ anh, tại vì em thấy nhiều khi mà ba bị cái tính bị nóng á, ba ít nói, đúng một người đàn ông gọi là trầm tính ít nói luôn á. Quỳnh nói là cái thời trẻ ba cũng ngang dọc lắm, ba cũng này nọ lắm, nhưng mà nhiều khi cứ chiều về á, thấy tự nhiên cái ba đút cơm những con của mình á, thấy thương lắm, ngồi nó ngồi sắp lớp ở cái đó đó. Xong rồi ông mua cho từng cái ghế, xong rồi ông ra ông xào cái hột gà, xong rồi ông vô ông đút từng muỗng, từng đứa, cái tự nhiên bị chạnh lòng á. Em nói một người đàn ông mà gọi là sóng gió bên ngoài, một người đàn ông mà có thể bất chấp mọi thứ, mà từ giờ những công việc nhỏ nhặt á, anh nói trời sao mình không làm được cái vấn đề đó. Em đâu làm được đâu. Em không làm được cái đó. Thật ra thì Lê Du Mẫu Lâm anh đánh giá là một người rất là giỏi về làm ăn, giỏi về giao tiếp, giỏi về cách để làm cho người khác cười, người khác hạnh phúc. Nhưng mà có lẽ qua cái câu chuyện từ nãy giờ anh thấy em thiếu sự gắn kết đó ở chính trong gia đình của mình. Dạ đúng rồi. Thì ba thấy con thiếu cái đó đúng không ba? Là thiếu về cái tình cảm. Cái gì cũng có hết nhưng mà thật còn thiếu cái đó. Đó. Dạ thiếu về tình cảm. Ủa trời, ba đổ nắm vô, bỏ nắm vô. Nhưng mà anh nói bây giờ đúng không? Đúng, anh nói đúng. Tự nhiên em bị quản hồn á anh. Nhiều khi anh nói cái đơn giản đó nhưng mà nó chạm vào những cái mà mình đã thiếu sót ở một cái nơi mà gần gũi nhất của mình. Không, thật ra bởi vì anh cũng là người đàn ông của gia đình, anh cũng là người ba của cô con gái. Anh hiểu được tâm lý của ba và em. Yeah. Anh hiểu tâm lý người đàn ông của em. Anh hiểu được những gì chúng ta làm cho gia đình vui. Không chỉ có những tiếng cười đâu, mà có đôi khi là những cái sự chia sẻ. Nhờ chương trình mà có một cái demo về bữa cơm gia đình. Cái demo này ổn, cái là ngày nào mình cũng có bữa cơm gia đình ha ba. Rồi, bây giờ ta nêm nếm đi. Dạ, nêm nếm. Ba bây giờ nêm sao đi ba? Con thấy là nó... Nêm được rồi, bây giờ sắc hành với ngò bỏ vô đi. Được không? Đúng rồi đó. Nó thiếu hết. Cái mặt anh lạnh lùng, môi lạnh lùng ít nói đó, nó lạc nhất. Lạc quá, mình thêm vô miếng nữa. Miếng gì ba? Miếng muối với miếng nước mắm đi. Ngon. Ít thôi. Ít thôi. Muốn cà phê được rồi. Nhiều ít tùy thuộc vào cái nồi đó. Biết sao, cái này nó công thức hiện đại hơn. Nước mắm nam ngư cá cơm tươi mình biết rồi đúng không? Nhưng mà nó cái nữa là ủ chịu. Củ chịp có nghĩa là sao? Là đè vừa mới bắt cá dưới biển lên á. Là con cá nó còn dậy đành đạch nhá. Là nó còn tươi vậy đó. Chứ như anh ngư dân bắt về, bắt lên, bắt vừa bắt lên thuyền một cái là nó ướt nó liền. Ướt nó liền là còn tươi á. Dữ vậy. Người ta gọi là ủ chịp. Ủ chịp. Ủ chịp. Đó. Nó là cái công thức mới này, là khi mà anh nấu đồ ăn đâu là anh thấy đậm đà đó. Hay quá, mà mùi thơm quá em. Thơm đúng không? Cái mùi nó gọi là mùi nước mắm quê nhà đó. Đặc biệt đó là ủ ở trên thuyền nhưng mà được đóng chai tại Phú Quốc nha. Ủa sao không đóng chai trên thuyền luôn? Trên thuyền không có chai, phải tới Phú Quốc mới có chai. À vậy hả? Rồi nêm coi dừa chưa nè. Dạ xong rồi. Qua đây, qua đây. Dạ con mời ba. Đây, tô này là hả đặc biệt dành cho ba nha ba. Cảm ơn. Đó, bây giờ có thể em muốn nêm thêm gì đó, em nêm vào chén của em. Dạ không, em muốn ăn khẩu vị của ba em. Em thấy là vừa ăn lắm rồi. Để xem nào. Dạ, con mời cả nhà. Cuối cùng thì nó cũng ổn. Dạ. Ngon anh ạ. À? Cũng được ha. Dạ. Ba thêm muối nước mắm vô. Dạ, nó đẹp. Hôm nay anh ăn với con rể của anh. Sau 7 năm gắn bó, bữa đầu tiên ăn với nhau thì... anh cảm nghĩ thế nào á? Cảm nhận thì thấy hạnh phúc. Hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên sau 7 năm em ăn cơm chung với cha vợ của em. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Anh thấy thế nào? Ở nhà em có cái bàn ăn mà lâu quá không có xài tới nó. Cho nên bây giờ hiện tại nó đang để sữa. Sao? Rồi nó để bánh trái của mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Yeah. Cho nên bây giờ con nghĩ là về mình nên dẹp những cái thứ đó qua một bên để mà mình kéo nó ra để làm đúng cái nhiệm vụ của nó là sẽ có một cái bàn ăn. Ví dụ bây giờ công việc á, thực sự con cũng quá là bận để mà có thể lo vun vén cho cái hạnh phúc gia đình cũng như là cho tất cả mọi người cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà con nghĩ thì cuối tuần hoặc là cuối tháng sẽ có một cái bữa ăn gia đình, sẽ có đầy đủ tất cả các thành viên. Tại vì nhiều khi mà ngày xưa con mới vô nghề đó cho nên con sợ lắm. Sợ người ta không có kêu xô, rồi sợ phật lòng người này, sợ phật lòng người kia, cho nên lúc nào mình cũng cố gắng. Nhưng bây giờ con đã có công ăn việc làm ổn định rồi. Con đã sợ rồi đúng không? Không, con không phải, vẫn còn sợ. Nhưng mà mình được quyền lựa chọn cho nên sẽ bớt đi những công việc để mà có những cái nhỏ nhặt hơn. Ví dụ như anh Linh nãy nói á, hồi nãy có những cái mà con ruột, đúng rồi, con của mình là cha, nhưng mà mình không có gần gũi bé nhiều, cho nên nhiều khi á nó cần những cái thân thuộc hơn.
cần những cái mà hàng ngày, những giây phút nó gặp gỡ hơn. Cái cảm xúc ngày hôm nay á, nó bị bất ngờ á. Anh cứ tưởng ngày thường thường anh quay game á là vô rồi vui vẻ chơi game, chạy đồ lấy nguyên liệu rồi như anh em đã quay, cái không khí rất là nhộn nhịp, rất là vui. Nhưng mà ngày hôm nay đến đây tự nhiên bị chậm một nhịp. Cuộc sống nó quá xô bồ, nó quá là nhiều thứ, cho nên nhiều khi mình không có chậm lại. Ngày hôm nay cảm ơn anh Linh, cảm ơn Lộc, cũng như cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Lâm đến đây để mà có thể sống chậm hơn, cũng như có thể nói chuyện với người cha vợ của Lâm. Thì đó giờ đây là cái lần đầu tiên mà hai cha con nói chuyện nhiều nhất và nói chuyện dài nhất. Và đó là câu chuyện mà mình nghĩ rằng là chúng ta cần bổ sung vào từng gia đình chúng ta. Đừng để thời gian nó chiếm của mình hết đi mà không còn thời gian dành cho con nữa. Thật sự hôm nay á, em cũng là người bất ngờ về anh Lâm rất là nhiều. Bởi vì làm việc với anh Lâm nhiều, tiếp xúc với anh Lâm nhiều, thì em chỉ thấy được cái bề nổi của anh thôi, là anh lúc nào cũng hoạt bát, vui tươi, mang đến nụ cười cho mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay tự nhiên anh nói và em cũng nhận ra được rằng anh có cái khoảng trầm lại. Anh chậm, anh lắng xuống hơn và em thấy anh sâu sắc hơn. Và những cái điều anh nói về ba, vợ, về con của anh, tự nhiên cảm thấy xúc động. Từ ban đầu vô mọi người thấy cái nhịp của Lâm nó rất là nhanh. Và Lâm luôn tìm kiếm những cái vui, những cái phấn khởi đi cho gửi đến cho quý vị khán giả. Bởi vì họ cần mình để mình giải trí, đúng. Nhưng mà đến khoảng cái nhịp giữa đó, khi mà anh Linh á tự nhiên cảm thấy mình không có thích hợp với những cái đó nữa trong cái không khí như thế này, cho nên tự nhiên cái mình xả những cái bộn bề, xả cái công việc của mình ra, mình sống đúng với mình, sống đúng với một người con mà hàng ngày gặp gỡ ba. Nhưng mà đôi khi á, nó có cái khoảng cách đó. Nhưng mà ngày hôm nay đến đây có một cái sợi dây vô hình gì đó mà anh Linh cũng như là Lộc đã tạo nên và gắn cái sợi dây đó cho em và ba em có dịp mở lòng hơn, có dịp trải lòng hơn đối với một người ba vợ của mình gặp hàng ngày nhưng mà không có nói chuyện. Mà cái điều đặc biệt đó là lần đầu tiên em thấy anh Lâm đứng nấu ăn mà nấu ăn cho ba vợ của mình. Tự nhiên anh lại cũng rất là xúc động với cái hình ảnh của anh. Và đây cũng là cái thông điệp vị ngon gắn kết gia đình mà nước mắm Nam Cương mang đến cho chương trình. Anh nghĩ rằng Lâm đừng có ngại là Lâm không biết nấu ăn hay là nấu ăn không ngon. Có thể Lâm nấu không ngon lắm nhưng mà chúng ta chỉ cần đem một chút yêu thương vào đó, một chút cảm tình vào đó, một chút nỗ lực vào đó, thì anh nghĩ rằng món ăn nó sẽ hoàn hảo trong mỗi gia đình của chúng ta. Lâm vẫn cứ làm việc của mình, đem niềm vui cho mọi người, điều đó rất là tốt. Yeah. Nhưng đôi khi chúng ta cần phải đem niềm vui cho cả gia đình của mình nữa. Em cũng hay bị đó anh. Có nghĩa là hàng ngày là đem niềm vui đến cho mọi người, đến khi mà cuối ngày á, nó còn là cái sự mệt mỏi và cái sự cọc của mình. Bây giờ anh mới nói cái đó, em mới nghiệm ra đó. Có nghĩa là nguyên một ngày dùng hết cái năng lượng của mình để tạo niềm vui, bắt đầu từ cái khúc mà trên phim trường, từ cái xe đi về đó, bắt đầu cái năng lượng mệt mỏi, cái năng lượng cọc quạo lúc nào nó cũng nuôi trong con người anh hết trơn á. Ngay cái về nhà cũng vậy, cái biểu cảm của mình á, nó gửi đến cho những người thân yêu của mình. Công việc là công việc, gia đình là gia đình, chúng ta phải cân bằng điều đó. Không chỉ đem niềm vui cho khán giả mà chúng ta cần đem niềm vui cho gia đình. Yeah. Không chỉ chúng ta đem những năng lượng tích cực cho cuộc sống này mà chúng ta đem năng lượng tích cực cho cả gia đình chúng ta nữa. Yeah. Có như thế nó mới hoàn thiện hơn trong cuộc sống của mỗi con người ha. Yeah. Rồi, Nam Ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Vậy nó mới chuyển qua TikTok đó. Đúng không? Giờ tội nghiệp mà những người trồng vườn cái gì nó cũng rẻ hết trơn. Lúa thì rẻ quá rồi, cái giờ qua dừa cái nó cũng rẻ rề luôn. Trời ơi xui không? Ừ. Bán trà sữa thì cũng dẹp. Chuyển qua làm lúa cũng dẹp. Giờ tới dừa nó xuống giá rồi. Sao tình hình giống mẹ con quá vậy? Cái mẹ lại lọc quá vậy? Làm neo. Làm tới đâu dẹp tới đó. My ơi, My thấy mình là hợp với mẹ điểm gì nữa không? Em với mẹ thì hợp nhau về chắc là em thấy là không hợp nhiều hơn là hợp. Không hợp nhiều hơn à? Tại vì hay gãi lộn mà, kêu quay còn không quay mà. Không hợp cái gì, không hợp cái gì. Giống như là mẹ thì tính mẹ là nhanh nhẹn, thích làm nhanh gọn lẹ, làm rất rẻ, làm cái làm liền. Còn em thì mò rê cho nên là mẹ không thích mà chậm chạp vậy, mà thích làm lẹ lên. Mẹ tính em chậm chạp đó giờ nên em làm lẹ là không được. Tắm một tiếng tiếng mà. Tắm tiếng ăn tiếng nữa. Ngày nó vừa tắm và ăn là bốn cử, tức là sáng tắm mà cử ăn cơm, xong rồi chiều tối chưa tắm cử ăn cơm, ngày nó mất 4 tiếng tắm với ăn cơm rồi. Lâu lắm mà nó bề nó
sao á, nó mần là đúng rồi đó, nó không có ăn gì cũng gọn ghẻ. Vậy là vô chăm em bé làm sao cô? Hả? Chăm em bé thì chắc cô chăm chánh hả cô? Chăm nhiều, bởi thằng cháu nội giờ nó đòi cô không à. Dạ. Nó đòi mẹ nó ít. Thấy mẹ nó lề mẹ nó muốn ăn ấy. Nó đang khóc nửa tiếng hồi chưa thấy mẹ đang tới. Khóc lòi đúng không ạ? Nó gọi là gì đó à, giống như cái câu chuyện vợ đầu vậy đó ha. Dạ. Vợ đầu vậy, hậu đầu vậy đó. Nhưng mà bé nó còn nhỏ dễ thương vậy đi. Thật ra cái xu hướng giờ nó đang đi làm cái công nghệ đó. Dạ. Ít có quan tâm đến chuyện đó. Thật ra bây giờ công nghệ mà giỏi đó, mà đúng nữa thì cũng kiếm tiền rất là tốt luôn. Thôi nó giỏi đó, cho nó giỏi đi. Chuyện nhà mình cố gắng mình làm đi. Bởi vậy sáng là hai vợ chồng là rù rì là nó kiếm kịch bản. À. Kiếm kịch bản hôm trưa làm cái đó. Dạ. Làm cái kịch bản đó. Cái đó là gì? TikTok rồi nó hay đó. TikTok hả? Mấy bà vui kêu TikTok gì đó. Rồi cái nó suy nghĩ cái đó này riết rồi nó làm như đầu óc nó gì đâu á, rồi nó làm nó bỏ tùm lum tùm la rồi mặn gì quên ấy thì rồi thấy vậy mình dọn dẹp rồi càng cực nữa. Nhiều khi con nó quên cho ăn luôn. con này mấy? Dạ con đang 11 tháng. Một tháng hả? Dạ. Chắc mẹ con chăm hết 10 tháng hả? Chờ cái lúc mang bầu, cái lúc sanh thì sao cô? Thì tới chừng đi sanh thì cũng mình đi theo. Dạ. Đi theo rồi sanh trong bệnh viện á. Rồi về thì cũng ẵm cháu rồi vô cho con cháu bú rồi suốt luôn vậy. Thì cực quá. Ớn rồi, giờ thôi. Ớn gì đâu rồi. Không? Còn thằng nữa. Còn thằng nữa. Không mong muốn gì hết. Nó thôi thôi, giờ tao không cưới, đi kêu cưới vợ vậy. Chừng nào cưới đi. Con dâu giờ ớn quá rồi. Thêm con nữa chắc về tao mệt chết luôn. Giờ nó đẻ thêm đứa là mệt lắm luôn á. Ngày nào cũng chặn đầu hết, nó khoan nó đẻ gì nào tôi kêu nó đẻ mình đẻ. Vậy chứ giật cực quá trời mà. Đúng rồi. Cực quá, cơm nước rồi mình không. Dạ. Sáng ngủ dậy cũng mình, rồi đi chợ cũng mình, rồi về nấu cơm cũng mình. Con nó lấy ỉa gì cũng mình. Đó đó, nhiều khi nó xí ỉa thì cũng mình rửa đít rồi ấy nó hết. Cháu nội hết. Trời đất ơi. Vậy có hối hận bán trà sữa không? Hối hận. Hối hận. Hối hận bán trà sữa. Rồi nhưng mà vậy thôi thì hai mẹ con mình có những kỷ niệm nào mà đáng nhớ với nhau không cô? Bởi về mới có 2 năm rồi cũng không có kỷ niệm gì nhiều. Thì nhiều. Nó toàn là gây khó khăn cho mình không hả? Đó đó, gây khó khăn không hả? My thì sao? Em ấn tượng nhất là cái lúc mà em đang mang bầu thằng bé á. Thì lúc mà em có bầu thì mẹ không có làm gì, không có cho làm gì hết á. Thì cứ mẹ sợ làm nặng nhọc mệt này kia thì mẹ cứ làm, mẹ không có đợi mà em rảnh em làm hết, thế em làm gì đó là mẹ làm hết trơn chứ mẹ không có đợi cho em làm. Thì cái lúc mà em có bầu em bé trai thì em hay thèm ăn ngọt lắm. Thích ăn chè, sáng bữa nào ngủ dậy thì mẹ cũng kêu là con muốn ăn gì để mẹ mua đồ ăn sáng cho. Thì có thích ăn bánh kẹo gì không, hay bánh nặt vặt này kia thì mẹ mua cho. Thì mẹ mua để sẵn đổi rất là nhiều, để quá trời luôn. Toàn là chè rồi bánh rồi em ăn thả ra ăn đã luôn. Ăn tới lúc mà đi khám định kỳ á thì bác sĩ nói là bị đường cao, bắt buộc là phải cử đường một tháng rồi, phải nhịn ăn một tháng rồi. Trời ơi. Thì nó cũng thấy rất là thiếu cái vụ đó. Lúc đi sanh thì sao? Lúc đi sanh thì do lúc đang giãn cách xã hội bị Covid thì chồng với mẹ đi theo, thì mẹ chăm em bé hết. Mẹ cũng như sanh lâu lắm rồi nên cái khâu chăm em bé cũng còn chưa có rành lắm, nhưng mà bắt buộc rồi mẹ phải vô. Mẹ nói sợ lắm, em bé gì mà nhỏ xíu mà nó đỏ hỏn, ẩm cũng không dám ẩm mà đụng cũng không dám đụng. Nhà bắt tao ngồi tao chơi bú thức nguyên một đêm. Qua bữa sau thôi, đậu ơi đậu, nhà bà nội chắc bà nội trốn về, bà nội không dám ở đây nữa quá, bà nội ớn lắm rồi, đừng có khóc nữa. Mà có trốn về thì con không nói vậy chứ sao bỏ cháu được đúng không? Nói vậy chứ đợi về luôn. Sao không kêu ông vô ẩm giùm? Lúc đó ông quay TikTok lại. Lúc đó là tạm nghỉ. Ừ. 3 tháng sau con mới quay lại. Thật ra là chú thấy mẹ con là người rất là vui tính. Dạ. Rất là dễ thương, hòa đồng. Nhưng mà với 2 năm như thế đó thì mình cũng dành thời gian theo chú đó, là con cũng dành thời gian để con chút quan tâm đến mẹ chồng của mình. Quan tâm đến không chỉ gia đình nhỏ giữa hai vợ chồng, con cái, mà quan tâm đến gia đình lớn của mình nữa, là ba với mẹ chồng nữa. Biết rằng đó là một trong những công việc mình đam mê yêu thích, nhưng mà mình trích ra một thời gian nào đó
Thí dụ như một ngày hai ngày đó mình trích ra mình dành thời gian để đi chợ rồi nấu một vài món ăn cho mẹ của con, chú theo chú nghĩ như vậy. Dạ. Chứ cái đà này mà thì nói chừng năm hai năm rồi ba năm tới bốn năm là bực lắm rồi nha. Đó. Bởi vì giờ sợ lắm, sợ nhiều khi bệnh đồ này kia thì nhà cửa không ai làm đó. Thì mình không hả, nhiều khi chén đồ nhiều năm bữa năm rửa năm lần nó rửa một lần mình rửa bốn lần rồi. Nhiều khi nó cũng phụ ít rồi thôi kệ hả, nó mận gì mình làm luôn chứ không có chờ đợi nó gì. Không có chờ gì nữa à. Nó lo chuyện nó còn chưa xong nữa mà. Rồi là rửa hết, chén nấu cơm rồi hết. Con thấy con thiếu sót với mẹ chồng cái gì không? Dạ là cũng như con cũng còn hơi kiểu như con mới vừa học, đại học xong là con lấy chồng rồi nên là cái khâu bếp núc đó thì con chưa có rành thiệt. Thì con thì con nấu sao có ăn vậy à. Cũng như việc nhà thì mình khi nào mình làm thì mình làm chứ mình không có gấp. Đó, mẹ thì mẹ thích gọn gàng liền, làm liền cho mẹ. Thì em thì em con thì con hơi mò, hơi rề rề. Thì như vậy thì mẹ chưa có hài lòng lắm. Thì sẽ cố gắng khắc phục là tắm lẹ hơn chút xíu. Tắm lẹ còn bộ. Cái này là nó ở nhà đó nay 2 năm mà nó chưa quét hết cái nhà. Chỉ cái bữa nói nó nói ở đâu thì quét đó. Chưa có đi, chưa quét hết một cái nhà luôn. Cứ đường ở đó thì quét đó. Là quét đúng cái phòng nó đi ra. Quét cũng lâu lắm mới cầm cái chổi quét, khi nào ra cái gì mà rớt ăn uống, con nó ăn uống rồi rớt cái gì hộp cơm gì nó mới quét. Bữa nào quét. Bữa nào chị nghĩ ra một cái câu chuyện là cô dâu quét nhà, quét hết cái nhà luôn. Rồi cái có câu việc gì cảm động á, nghĩ ra kịch bản cho nó quay TikTok. Nó quét cho chị coi nè. Nó quét nó không còn cái gì luôn. Bởi nhiều khi nó cũng đi nó về đây nay 2 năm rồi mà cái nhà nó quét chưa hết nữa. Là sao kỳ vậy? Nhà chưa quét hết. Nó ở chỗ nào quét chỗ đó hả? Nó ở chỗ nào nó quét, nó ở chỗ nào quét chỗ đó. Tại nhà thì có cái nhà thờ ở trên á. Thì nó chật lên thấy ít, không có ai lên trển hết nè. Con không khi nào cũng lên trển, ở dưới nhà sau. Vậy thôi thì nó khỏi ở, khỏi quét đúng không? Nghĩ cũng đơn giản ha. Thật ra thì bé cũng còn nhỏ, còn trẻ khi lấy chồng, nãy bé cũng chia sẻ rồi. Lấy công việc của bé hiện nay nó đang gọi là đang thịnh hành đó. Nó đang đeo đuổi cái chuyện đó, nếu mà nó thành công cái việc đó thì chắc có lẽ nó sẽ đền bù cho mẹ chồng rất là nhiều luôn. Còn nó không thành công thì chắc cũng không có bù gì đâu. Lỗ thôi, luôn không công lỗ luôn. Công lỗ luôn á. Lỗ nhiều lắm á. Thôi sẽ thành công thôi. Tôi nghĩ rằng nếu mà đam mê, cố gắng thì nó sẽ thành công thôi ha. Bây giờ thì tin toan ở chút nha, có ai ngoài ai cửa? Thấy, đúng rồi. Con ra con mời vô đi. TikTok con ngay là được nhiều người coi rồi. Dạ, con tạo cái kênh này là kênh thứ 3 rồi. Mình không biết cái kia bị vi phạm, bị xóa nick hoài. Thì cái này là cái nick thứ 3 là được có 100 mấy chục ngàn à. Còn ít lắm. Con nhờ mấy bạn này kích lên nè. Nhờ các nghệ sĩ đây nè, kích lên cái lên liền. Ủa? Ở đây mọi người không làm chứ làm cái toàn là tính triệu thôi mà. Qua chú mới đăng có 2 tiếng đồng hồ thôi mà lên 7 triệu mấy view. Con thì con đâu có biết đâu, mình đang chơi thôi thì muốn nó lên như lên chứ mình đâu có không. Biết. Mình phải thật ra phải cái dạ. Nội dung nhiều. Dạ, con xin mời cô ạ. Dạ. Chào chị. Tao thôi chứ sao. Trời. Chồng của My, cái này bắt ba. Dạ. Rồi. Chào chú Quyền Linh. Rồi, mời chị ngồi đây ạ. Dạ. Xin mời. Rồi. Dạ. Em ngồi với bà xã đi ha. À đây bà xui đó hả? Bác sát làm nhà. Bán trà sữa. Bán trà sữa chung á hả? Bán trà sữa. Bác ba nó cũng thấy rồi, bác ba nó cũng cấp cá nó cũng đẹp gái rồi. À bác ba phát hiện đầu tiên đúng không? Thì lỗi bác ba. Đẹp gái thì đốc mà. Về làm dâu rồi không. Đốc làm dâu hả? Đốc chuyện đốc mẹ mày nè. À. Vậy là đốc bây giờ thấy nó đẹp gái đó. Lâu lâu mà nếu mà mi nó ít làm á. Ừ. Nhờ bà bác ba qua làm phụ. Nói con. Thôi kệ để từ từ nó làm nó còn nhỏ. Nói nó từ từ. Con nhìn cái gì vậy? Nè. Con có tên gì? Đó. Con tên gì á? Con tên Đậu. Đậu hả? À hàng chi mẹ hàng Đậu. Sau này có vợ thì vợ hàng Đậu. À tao vợ Đậu mà đây là mẹ hàng Đậu. Mẹ hàng Đậu chắc hơn vợ hàng Đậu á. Dạ, chồng của My ơi, bạn dạ. Giới thiệu về mình chút xíu đi. Dạ, chào chú Quyền Linh và chị Lê Lộc. Thì em tên là Bùi Duy Tạo.
Hiện tại thì em đang kinh doanh tại nhà. Em 27 tuổi. Dạ. Ừ. Con làm TikTok hả? Dạ, con thì công việc chính của con thì kinh doanh về bên xe cộ á, ở nhà thì còn khi thời gian rảnh á thì con cũng có đam mê bên bên cũng diễn xuất này kia rồi á, thì con rủ vợ con quay TikTok. Thì lúc đầu thì quay thì cũng nói chung là cũng đam mê thôi, quay chơi vậy thôi. Rồi sau khi tự nhiên được lên xu hướng TikTok á thì cũng nhiều người biết đến, thì vợ chồng con cũng có một cái động lực gì đó, thì vợ chồng con cứ tiếp tục quay, cứ quay, cứ kiên trì quay, thì người ta xem ít thì cũng vẫn tiếp tục quay, mình cứ đam mê trước cái đi. Rồi từ từ thì cũng có được nhiều người biết đến thì ủng hộ. Thì có mời bác Ba đóng chưa? Dạ bác Ba thì có mời bác Ba rồi, bác Ba mắc cỡ quá, qua không đóng. Đóng đi, bữa nào đóng lợi vụ trà sữa gặp có đóng dài. Đóng vui không bác Ba? À, TikTok vui không? Bác có nít TikTok không? Có chứ, ngày nào cũng coi. Có nít TikTok luôn hả? Mình tự quay đi. Có, coi hai đứa nó nè. Nhưng mình phải tạo cái nít của mình đó chứ, có không? Nít cô Ba xứ dừa gì đó. Không biết làm. Không biết làm hả? Trời ơi, tụi con muốn á, là hai người này theo tụi con á, tụi con phải lập cho mỗi người một cái trang riêng à. Và đặt ví dụ như chị Ba xứ dừa rồi bà gì đó ha, ví dụ vậy, đặt cái nick đó để cho ta coi, ta chơi ta mê luôn, rồi quay thử một vài cái ta mê liền à. Mà mê rồi thì dễ đóng cho tụi con. Rồi mê rồi cái là đậu không ai trong luôn. Cho đậu đóng luôn, đậu làm TikTok luôn. À. Kêu mặt dùm chú lên nãy giờ luôn á. Dùm ru luôn. Nhìn chú dăm dăm luôn. Sao nhìn thiệt cũng nhìn dăm dăm luôn vậy đó. À, mai mốt luôn muốn làm người dẫn chương trình giống mấy Quỳnh Linh không con? Hả? À, căng thẳng quá hả? À, thật ra là cái câu chuyện ngày hôm nay nó vẫn còn đang vui. Mặc dù con dâu cũng có những cái phần là chưa có hoàn thành nhiệm vụ của mình. À, nhưng mà như nãy chú nói á, rồi cái gì nó cũng sẽ tới. Nếu mà cứ như thế hoài đó thì chắc chắn á, mẹ với ba con cũng sẽ buồn. Ha, đến càng ngày lớn tuổi cũng phải buồn. Mình nãy chú nói là hai vợ chồng phải trích ra cái thời gian nào đó để có thể làm một vài công việc giống như cái nhà đi. Bây giờ mình về tối nay về quét cái bàn thờ, nhà thờ lên trước liền luôn nha. Dạ. Trời ơi, về ở 2 năm mà chưa quét hết giáp cái nhà là thiệt là mẹ con cũng dễ lắm á. Mà ở 2 năm mà cũng chưa nấu cơm nấu nước ngon lành trọn vẹn cho bà vợ chồng cũng hơi bị ấy đó nha. Rồi chắc cũng bể chén bát cũng nhiều lắm hả? Có, cũng có làm bể. Có không? Có cái ngày mới ngày cưới đầu tiên á, sáng cưới thì chiều con có sắc trái cây á, thiện sắc cái dĩa cái mới vừa đưa dao xuống cái bập. Bể cái dĩa. Bể gì hả? Ở dĩa tim đập cực thục, nhưng mà chờ cái câu chửi của mẹ, nhưng mà không có nghe mẹ chửi, chắc mới quá nên là chưa có chửi. Nhưng mà bác Ba thấy hai đứa đó là sao? Giờ bác có lời khuyên gì cho hai đứa nhỏ không? Thì trong nó cho anh làm TikTok cho nó đã được nhiều người coi, đặng nó càng ngày càng phát triển. Có tiền đúng không? Có tiền. Thì hai nhà hai chồng nó sống hạnh phúc là được rồi. Có gì nó mời mình đóng ba sát bên luôn. Thì coi như hàng xóm đúng không? Đóng phụ nó để nó có tiền nó chia mình. À. Rồi ngày hôm nay hai vợ chồng có muốn nói điều gì với mẹ cũng như là với bác Ba không? Đặc biệt là mẹ nè. Mẹ. À, thì My nói gì với mẹ? Mai mốt hai mẹ con. Thì để con nói hay thông qua chương trình thì con muốn có đôi lời gửi tới mẹ con. Thì nói chung thì cuộc đời mẹ con thì nói chung là cũng khổ cực, nuôi hai anh em con. Nói chung là cũng thì sao thì thôi đừng người vất vả. Thôi, đúng không con? Đúng rồi, nói chung mẹ con lo cho nó hai em con. Nói chung lo nhiều lắm hả? À, lo cho anh em con nhiều thì đến hiện tại bây giờ thì cũng nói chung là xem em con như mấy đứa nít vậy. Nói chung là lúc nào cũng lo lắng từng đi từng tí, ăn trễ xíu cũng không mời ăn đi, rồi tất cả việc trong nhà thì mẹ con làm hết hả? Con làm cái thôi mày để tao làm cho này kia, không khi nào mà sai con với em con một tiếng nào hết á, mẹ làm hết. Con muốn nói là thôi giờ anh em con lớn rồi thì chuyện kinh tế này kia đâu thì mẹ cũng đừng có nghĩ nhiều quá. Anh em con có thể mà đủ để lo cho cha với mẹ.
à, giờ mẹ nghỉ ngơi đi, à, sống vui với con cháu là được rồi, đừng có nghĩ nhiều nữa, đừng có lo lắng cho anh em con nhiều nữa, nghĩ về phần mình nhiều hơn đi. Mày có nhắn gì với con mình không? Nói đi. Thì nó nói vậy là vui rồi, nói gì nè. Nó nói con rồi, rồi, rớt nói mắt luôn. Vậy là mừng rồi. Ừ. Thấy chưa? Mẹ con xúc động khi con nói những lời như vậy. Còn bé My, con nói gì với mẹ chồng con đi. Đau. Nghiệt nữa. Thì con cũng nói với mẹ là con còn dâu, con dâu cũng còn mới quá, thì con cứ vô tư không có suy nghĩ gì hết á, cứ mình cứ không có biết là phải làm như thế nào cho đúng, thì lúc nào cũng sợ làm sai này kia, không có kiểu như là mẹ thì hay làm này làm kia, làm trước mình á, mình không có biết giúp mẹ nhiều, thì con sẽ cố gắng là con dậy sớm hơn, con làm con phụ mẹ, không có để mẹ mà làm hết làm nhiều như vậy. Ừ, con nó hứa vậy rồi đó, chị có nói gì nữa với nó không? Hứa vậy thì được. Hứa vậy được. À, để cô, từ từ rồi nó biết. À, ba có lời khuyên nào cho hai đứa nhỏ không? Thì cũng khuyên nó từ từ, mẹ nó dạy nó từ từ đó, thì nó biết, nó hiểu, nó tự nó phụ với mẹ nó. Thật ra thì cũng có gì mà mẹ khó với con đâu. Đây là bà mẹ rất là vui tính luôn á. Mẹ sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, giống như trai mẹ nói này là cái gì mẹ cũng dành làm hết trơn á. Nhưng mà mình cũng phải chú ý chút xíu, lâu lâu đó mình quét nguyên cái nhà thử cái đi. Lâu lâu cái mình bày ra mình nấu một bữa cơm bất ngờ, mình đi chợ từ A đến Z luôn, mình mua đồ rồi mình giấu mẹ mình nấu bữa ăn nào đó, cái mình vuốt hòa với mẹ cái nấu mà... nêm đường nữa. À, nêm đường nữa hả? Phải học món nào đó con? À. Con làm được, cũng có món là chân gà sách Thái ăn cũng ngon lắm, mẹ cũng hay ăn đó. Món rồi. Ăn hoài mẹ cũng ngán. Hai năm có món cũng ngán. Hai con đổi trà sữa kho quẹt đi. Ví dụ vậy. À, câu chuyện ngày hôm nay thì nó cũng đang dừng lại cái chỗ là còn giải quyết được. Đừng để câu chuyện đi quá xa. 2 năm rồi, 3 năm rồi, 4 năm rồi, 5 năm cũng như thế. Đến lúc nào đó mẹ con chịu không nổi nữa thì thật ra lúc đó khó xử lắm. Hả? Thì tính con thì nó vô tư lắm, cho nên là có gì mà mẹ không hài lòng gì con thì mẹ cứ nói với con đi. À, qua con chương trình này sửa sửa đổi. Chương trình này cũng mẹ con từ từ thì hiểu nhau chứ. Không sao. Tại vì đôi khi chị cũng gọi là không cho, không nói cho nó kệ, nó không làm thôi, mình cứ làm. Đó đó, không có nói gì á. Không có nói đúng không? Nhưng mà đó. Lâu lâu cũng nói nó, mình giữ trong lòng hoài đó. Có đôi khi mình cũng bực mình. Đến lúc rồi nó dày lên á. Nó nhiều việc quá, lúc đó ức á. Rồi nó hơi mâu thuẫn lớn nữa. Thương cháu nè, thương cháu. Thương cháu hả? Thấy giữ cháu là mẹ làm hết trơn. Mình không có đợi mà con ngủ thì con làm không có. Thương cháu mà. À, mẹ thương hai đứa con, thương cháu của mẹ nhiều lắm. Chứ mà thế mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại mình phải nhìn lại chính mình, để làm sao có thể gọi là chia sẻ với mẹ một vài cái công việc gia đình. Ngoài cái chuyện TikTok thì không có nói rồi, phải làm rồi. Nhưng mà mình dành thời gian, ví dụ một tuần mình dành trích trang buổi nào đó, mình lo tròn vo cho mẹ chồng thử coi. Hai đứa con nhớ nha, phải làm được điều đó. Theo chú nghĩ là phải làm, chứ không phải là mình 2 năm rồi mà chưa làm là không được đâu nha. Rồi, cảm ơn gia đình rất là nhiều. Mong rằng từ đây tới cuối năm mình sẽ lau đi những giọt nước mắt của mẹ, giúp cho mẹ có thêm nhiều cái niềm vui nữa trong cuộc sống, và từ từ nhớ trả tiền cách xe TikTok cho mẹ. Lúc đó nó có tiền rồi đó. Lúc đó nó có tiền rồi đó. Rồi, cảm ơn gia đình đã đến tham gia chương trình. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công ha. Dạ. Chúc hai con hạnh phúc nha. Dạ. Và thành công rực rỡ trên con đường mình đã chọn nha. Cố lên nào. Để vậy nhờ chú. Mẹ chồng nàng dâu này thì lên chương trình này nè. Thì cái ai muốn
nói gì mẹ chồng với nàng dâu rồi buồn vui rồi cái nói rồi cái qua là hết buồn luôn. Đúng rồi, qua là hết buồn luôn. Nha, mốt lại con TikTok nha con nha. Rồi mốt muốn chia sẻ TikTok gì nhờ mấy anh chị đây, kinh nghiệm lắm, mấy anh chị hỗ trợ cho một phần nào đó để mình làm tiếp kịch bản TikTok cho nó hấp dẫn hơn. Ha. Nếu cần để chú chia sẻ cho cái tắt qua cái lên view liền. Đây lọc TikTok dữ lắm. Rồi chú đi lọc quay cái gì mà 10 mấy triệu view. Đúng không? Có đó, con có coi, con có thấy. Không? Đây nói chị lọc tát qua cái ngon thôi. À, đây là những phần quà dành cho gia đình. 4, 3, 2, 1 vỗ tay. Lê Lộc và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, một khung giờ rất là quen thuộc, đó là 17h40 chủ nhật trên HTV9 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và phát lại vào lúc 18h chủ nhật cùng ngày trên kênh YouTube MCV Media và ứng dụng Netclub. Hôm nay chúng tôi lại rất là vui khi mà gặp lại quý vị. À, chắc chắn Lê Lộc cũng có thêm nhiều cái kinh nghiệm nữa để sắp sửa sẽ làm dâu thôi. Dạ. Con càng làm chuyện này con càng gọi là trưởng thành đó. Lê Lộc. Dạ đúng rồi chú. Ừ. Mà hơn hết là mình được nghe chú nè, những lời khuyên của chú từ góc nhìn của người ngoài và những người trong gia đình nữa làm cho mình hiểu biết thêm, mình rộng mở kiến thức mình nhiều hơn. Con thấy là mình tham gia chương trình này mình được nhiều hơn là chẳng có gì để mất cả. Đúng rồi. Dạ. Mai mốt đây mẹ chồng con sẽ yêu thương con rất là nhiều. À, mà mẹ chồng yêu thương thì chồng yêu thương gấp bội nữa. À, Tuấn Dũng có nghe không nha? Chú này, cảm ơn chú nha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay. À, xin mời quý vị. À, xin chào mẹ chồng nàng dâu. Chào chị. Ôi ơi, dạ. Xinh đẹp quá. Dạ, xin mời hai mẹ con ạ. À, nhìn đây thấy giống hai chị em chứ không phải là hai mẹ chồng nàng dâu nữa. À, chào chị. Dạ. À, chào cô dâu. Dạ, con chào Thần Linh. Mẹ chồng nàng dâu xinh đẹp quá. Dạ. Trẻ trung quá. Dạ. Mẹ chồng có mấy con dâu rồi? Dạ, mới lần đầu tiên á. Mới lần đầu tiên. Dạ luôn đúng hả? Rồi. À, coi như là mình một cô dâu đầu á, gọi là cô dâu son. Dạ. À, bây giờ thì xin mời chúng ta giới thiệu về mình á. Dạ, em chào anh Thần Linh, chào Lê Lộc, chào cô ạ. À, em tên là Trần Thị Bích Tuyết, năm nay em 48 tuổi. À, em ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Đây con dâu của em. Dạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chị chào Lê Lộc. À, con tên là Nguyễn Ngọc Tường Vân, năm nay con 30 tuổi. Con làm dâu của mẹ con được một năm mấy rồi. Năm mấy hả? Dạ. Mới có năm mấy thôi. Dạ. À, chặng đường nó còn dài lắm á, sống nhau cả đời mà ha. Dạ. Mình có cháu. Dạ có một bé được gần 4 tháng rồi chú Quỳnh Linh. Dạ. Bé gái. Dạ bé gái. À, vậy là cũng vui rồi ha. Dạ. Có tiếng khóc trẻ thơ trong nhà rồi vui rồi. Dạ. Cái ngày đầu tiên mẹ gặp con dâu tương lai đó. Dạ. Thì mẹ chồng cảm nhận thế nào bởi vì đây con dâu đầu tiên nữa. Hồi đó thì lúc mà bé con của mình đó, nó mới quen bé này á thì nó về nó cũng nói là mẹ ơi con mới quen cô bé này tên vậy 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 đó, Nguyễn Ngọc Thường Dân vậy đó. Thì mình mới nói bé nó làm sao, dạ ở đâu, thì cũng nói là ở nhà ở quận 12 vậy đó. Thì mình nói nó bán hàng ở trên mạng đó mẹ. À, thì mình nói vậy là mạng trên mạng là cái Facebook đó. Thì mình có thằng con bé trai thứ hai á. Yeah. Nó mới lên trên cái Facebook á, nó mới đào về cho mình coi. À. Thì mình thấy cái bé này á, nó bán hàng á, nhìn cái cách phong cách nó nhìn nó dữ. Nó bán hàng rồi ai mà bơm hàng cái nào nó sắc xéo á. Nói ủa sao bé này nó dữ quá đi. Dạ. Mà mình nói biết làm sao đi, nó về chắc năng hiếp con trai mình quá. Mà rồi sợ mẹ chồng mình dâu nữa. Dạ. Thì đó cũng người có anh chị em người ta cũng coi Facebook, người ta cũng nói tuyệt ơi bé Vân nó dữ quá tuyệt ơi. Cái mình nói ồ thôi thôi kệ cái để từ từ coi như thế nào. Dạ. Thì mình nói là con trai thôi dắt bé Vân về cho mẹ coi như thế nào. Thì ngày đầu tiên bé nó về á, nó cũng không có nói gì, mà nó mặc đồ bình thường này nọ, nó không có, nói chung là cũng không có gì đặc sắc đập mắt mình. Yeah. Nhưng mà mình cũng hỏi thăm gia đình, thì nói ngay là gia đình em á, là em có ba thằng trai, bé lớn chính giữa đang đi học, còn bé út thì nó bị bệnh đau. Thì khi mình hỏi hoàn cảnh bé này, nhà nó cũng có một bà chị ruột bệnh đau luôn, tại thấy chồng cũng một có hoàn cảnh của mình, cho nên đồng ra cả mình đồng cảnh ngộ. Thì mình cũng thấy thôi con bé này nó cũng thương. Rồi nó cũng tâm sự với mình là bây giờ hiện tại bây giờ nó chỉ sống với mẹ thôi, không có sống với lại ba nó chết rồi. Thì mình cũng cảm thấy mình thương, thì mình thôi kệ để mình tìm hiểu cái đã. Thì mẹ kêu dắt về chơi. Thì ngày đó thì về tên á thì cũng hỏi thăm như vậy thôi. Rồi
thì mới nói là thôi, mới khuyên ba bé nói thôi con ơi, con buôn bán ở trên mạng á thì thôi, ngoài xã hội ai muốn làm thì làm, mình buôn bán mình đừng có nói nặng nhẹ gì đó, cửa miệng tội nghiệp lắm. Con phải từ từ buôn bán, kệ ai làm sao làm, mình cũng nhẹ nhàng đi. Thì thấy mở Facebook lần sau thấy bé từ từ bớt dần dần thì thôi mình cũng thấy cũng ok rồi, thôi từ từ tìm hiểu thì là 2-3 lần vậy đó. Dạ. Gặp Linh bữa đó mình thử đặt hàng rồi xong mình quên lấy hàng. Trời ơi, chửi chết luôn á. Không, bé thì bé không chửi. Dạ. Nhưng mà nó lên mấy cái tattoo nó sát xe. Cà khịa chút thôi. Dạ. Mà thật ra là những cái người bơm hàng cũng ác quá. Dạ. Người ta buôn bán cũng khó khăn rồi, ship hàng khó khăn. Dạ. Bơm hàng cũng tội nghiệp người ta không? Dạ. Thật ra là trong cuộc sống thì đôi khi cũng cần nên có cứng cỏi chút xíu, lanh lợi như vậy á. Dạ. Thì đối phó với cuộc sống nó cũng tốt hơn á. Dạ. Dạ. Nhiều khi người ta nói là đi với bụt mặc áo là xa, đi với ma mặc áo giấy. Con biết luôn mà. Vậy là con cũng vậy đúng không? Có, mẹ con chửi hoài. À dạ. Biết mẹ con cũng bán hàng đó. Bơm hàng là mẹ con cũng chửi dữ lắm. Mẹ con chú cũng lo lắm. Coi hai người này bán hàng chung coi được không? Bé này với mẹ của con đó. Không, mà thật ra là cứ bị bơm hàng là bị tức á chị. Đúng rồi, mẹ, đúng rồi, hoài luôn. Mẹ con không muốn chửi đâu, mà ý là giống như mình tức á, mình live stream khang cả cổ họng đúng mấy rồi. Tiếng đồng hồ rồi bán lên được ship đi, người ta bơm hàng mình buồn. Mất tức. Công mình phải live lại này nọ dạ. Nữa, dạ. Bé, ngồi xích vô chút xíu. Rồi, rồi, ok. Thật ra thì cuộc sống thì đôi khi nó cũng bực dọc với bán cả ngày. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà mẹ nói đúng á. Đôi khi cũng nhẹ nhàng chút xíu thôi. Dạ. Cà khịa thôi. Ra chú cũng có đôi khi chú cũng làm quảng cáo online này kia. Dạ. Có nhiều cà khịa chú cũng bực mình chứ. Dạ. Nhưng mà mình đôi khi mình người công chúng mà. Dạ. Cũng ráng kìm chút xíu chứ đúng là mình bực mình lắm á. Dạ. Giờ nó nhẹ nhẹ lại chút. Dạ. Dung hòa giữa hai thứ đó được. Ha? Dạ. Rồi đó là một trong những cái điều mà mẹ chồng ấn tượng đầu tiên với con dâu. Dạ. Còn với chị thì sao nhỉ? Con thì cũng coi Facebook của mẹ rồi, coi trước rồi đó, giống như thăm dò đó. Coi trước của nó là thứ nhất là thấy là mẹ đẹp. Đẹp thì ra ngoài gặp thì vẫn đẹp như vậy đó, với con là vẫn đẹp, vẫn trẻ. Nhưng mà kiểu như mình ra ngoài thì cũng mẹ cũng dặn dò này nọ thì mình cũng bị kiểu chắc là khó quá, sắc khó, mẹ khó đây này nọ, cũng nghĩ vậy là sẽ khó. Nhưng mà lúc sau thì về làm dâu mẹ thì con thấy là không có như vậy nữa. Cứ tiếp xúc một thời gian rồi từ từ cái suy nghĩ mình nó sẽ thay đổi. Thật ra giữa hai mẹ chồng nàng dâu thì cái khoảng cách nó không xa lắm. Yeah. Yeah. Mẹ cũng rất là trẻ, thậm chí đi hai giống như hai chị em luôn đó. Dạ, yeah. Nhiều người nói lắm. Mẹ trẻ lắm luôn á. Không có nghĩ là mẹ chồng mà có con lớn như vậy mà có 3 đứa con trai luôn á nha. Yeah. Yeah. Nói ra mới biết thêm, thật ra rất là trẻ luôn á. Dạ, cảm ơn. Thành ra là cái khoảng cách mà xì tin của mẹ với con đó, yeah, nó cũng không quá xa lắm. Yeah. Nên dễ gọi là giao tiếp với nhau á mà. Dạ. Yeah. Đó là những cái lần đầu gặp nhau, bây giờ họ dễ tìm hiểu lắm. Ngày yeah xưa phải tới tầng nhà giờ hỏi người này kia, giờ lên Facebook biết hết trơn. Dạ đúng mà rồi. Facebook là một trong những cái hình tượng mình rất là dễ nhận biết con người đó thế nào. Dạ. Dạ. Rồi nói chung lại là Facebook mình nên có những gì tích cực trong đó để lan tỏa nhiều hơn. Yeah. Đừng cạc thì nhiều quá. Yeah. Rồi sau đó bao lâu thì bắt đầu làm dâu? Mẹ kể đi, mẹ kể đi. Chắc là tầm khoảng cái đợt năm ngoái, dịch năm ngoái thì thật sự thì trước khi con làm dâu mẹ đó thì con cũng bị cái nang buồng trứng sẵn rồi trong người rồi, nhưng mà con không có kiểu như mình lì, mình không có đi mổ, cũng không quan tâm gì thế nào. Thì tôi quen chồng con cũng tính quen chơi thôi, quen chơi vui chơi thôi, qua đường thôi, quay chơi qua đường rồi đó, giống vậy đó. Thì sau khi mà về mà xác định là cưới nhau rồi á, thì con cũng nói với chồng con, cũng nói với mẹ chồng luôn rồi. Thì mẹ nói là nếu mà con bệnh thì kêu Thịnh nó đi mổ đi, vô chăm sóc cho con, rồi có gì mẹ lo mẹ hậu thuẫn thêm cho. Rồi con cũng nói mẹ ơi, nếu mà trường hợp con không có sinh con được thì sao? Mẹ kêu không có sao hết con. Nếu mà con vui vẻ, hai con yêu thương nhau thì cứ sinh con nuôi, mẹ không có quan tâm về vấn đề đó. Xong rồi thời gian sau nữa thì con đợt tháng 7 năm trước á, mẹ kêu là nói nhỏ với chồng con, tới hôm nay con mới biết là thôi thì thả đi. Sợ vậy thì cứ thả đi, quanh thả lại vậy mà. Có cái là cưới đúng không? Cứ thả đại. Thả đại. Tại vì em thấy nhiều người, mình nói đây là nói chung á, là nhiều người cũng có gia đình rồi, người ta cũng kiên cử, nên chứ không có bệnh hoạn gì hết, ta kiên cử rồi, nhưng rồi họ tổng không có con,
và bé này thì nó mổ. Thì em mới nói em không có quan trọng, bây giờ nếu mà bé nó có con được thì ok, còn nếu không có con á thì tụi con chủ yếu tụi con hạnh phúc thì tụi con xin con nuôi thôi. Yeah. Thì em mới gặp con riêng em, con em á, em mới nói thật giờ mày hỏi thiệt, tại giờ mình nói chuyện giống như bạn bè, giờ con với bé Vân ăn ở nhau chưa? Nó nói con ở rồi. À, thôi vậy thôi làm luôn đi, nếu mà có bầu thì mẹ cưới. À, thì khi mà nói xong như vậy rồi á thì tháng sau thằng con mới nói, nó gọi điện nói mẹ ơi mẹ Vân có bầu rồi. Còn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc luôn. Nó còn nói vậy chứ. Ừ. Mẹ, mẹ xúi con á nha mẹ. Cái này là mẹ xúi đó nha, chứ con là con chưa đâu á. Cái nó thôi thì mẹ xúi cũng được thì mẹ cưới thôi. Thì nó lúc đó thì con đúng là hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc luôn. Yeah. Mẹ ra lệnh là tấn công liền luôn. Yeah.